quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình. Và tiếp theo, Đức Mỹ xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 12 tháng 9 có những bản tin nổi bật như sau. Động đất tại Tanzania, Phi Châu, giết chết 13 và 200 người bị thương. Một trận động đất có cường độ là 5.7 độ Richter đã phát khởi tại một vùng trên mạn bắc của Tanzania, phần biên giới của Uganda và Rwanda. Thành phố của Bukoba lân cận bị thiệt hại nặng nề và thành phố có 70.000 người dân đã có số thiệt mạng, hai nhân mạng cao nhất trong vùng và nhiều cao ốc hư hại đáng kể. Các chấn động lan mạnh và cảm nhận được từ nhiều nơi rất xa như tại miền Tây của Kenya. Và trận động đất diễn ra có vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương, tâm chấn cách mặt đất là 10 km. Hồi tháng 7 năm 2007 cũng đã xảy ra một trận động đất có cường độ là 6.0 tại thành phố Arasa của Tanzania và nằm bên mạn đông của thành phố Bukoba hiện nay. Turkey thay đổi thị trưởng của 24 thành phố. 24 thành phố này là những thành phố nằm về phía đông nam của nước Thổ, nơi mà đa số dân chúng là người thiểu số Kurds. Những người này từ 30 năm qua đã thành lập một tổ chức vũ trang hiện đã bị Thổ đặt ra ngoài vòng pháp luật có tên là PKK. Tổ chức PKK đã cố gắng tranh đấu cho một vùng tự trị dành cho người Kurds trên đất Thổ và 24 thị trường các khu vực nói trên thuộc về đảng chính trị của SDP, một đảng ủng hộ cho người Kurds và là đảng đối lập đứng hàng thứ ba trong chính trường Thổ. Năm ngoái, một cuộc thương thuyết ngừng bắn giữa PKK và chính quyền Erdogan thất bại hồi tháng 7 khiến cho bạo loạn xảy ra khắp nơi, nhất là vùng Đông Nam, nơi đang có nhiều người Kurds sinh sống. Và trong lúc này, thì chiến tranh Syria bùng nổ với sự lớn mạnh của người Kurds gốc Syria bên kia biên giới, khiến cho chính quyền Thổ lo ngại. Trước sâu Thổ vẫn cho rằng tổ chức người Kurds gốc Syria vốn có liên lạc chặt chẽ với PKK. Trong 24 thị trưởng bị thay thế có 3 người thuộc đảng cầm quyền và một của đảng đối lập thứ hai. Các người này bị thay thế vì chính phủ Thổ cáo buộc họ thuộc về bè phái của giáo sĩ Gulen. Ba phụ nữ bị giết chết sau khi mở một cuộc tấn công vào post cảnh sát Mombasa ở Kenya. Ba phụ nữ dùng vũ khí trong áo choàng đã dùng dao đâm cảnh sát trong một trạm cảnh sát và ngay sau đó dùng bơm xăng để đốt trạm này. Cả ba đã bị cảnh sát bắn chết sau đó. Và thành phố Mombasa nằm trên bờ biển của Kenya có rất đông người dân theo Hồi giáo. Thành phố thường là mục tiêu tấn công của các nhóm Hồi giáo vũ trang. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc tấn công đều bị dập tắt và vô hiệu hóa. Ba phụ nữ đã giả vờ mất cell phone, cầm vào post cảnh sát để trình báo và sau đó cuộc tấn công đã xảy ra. Ba cảnh sát bị thương và các tù nhân trong trạm giam đã được cảnh sát dời đi nơi khác sau khi cuộc tấn công xảy ra. Chưa biết tổ chức nào đứng ra điều khiển vụ tấn công này. Cảnh sát đang nghi một tổ chức của Al-Qaeda của Somali là thủ phạm. Chính quyền Iran hoan nghênh tuyên bố ngưng bắn do Hoa Kỳ và Nga soạn thảo. Hai ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nga đã đưa ra chi tiết về một cuộc ngừng bắn tại Iran trên toàn quốc, trong đó có mục tiêu dùng để giúp cho dân chúng các vùng đang bị bao vây và tranh chấp có thể nhận được vật liệu cứu trợ từ những cơ quan thiện nguyện. Và đồng thời, các đợt oanh kích kết hợp có thể dùng thời gian này để tiêu diệt các nơi có phiến quân ISIS. Thống cáo của chính phủ Iran, một đồng minh của ông Assad, nhấn mạnh là vấn đề của Syria cần phải được giải quyết, đưa trên một giải pháp chính trị, và giải pháp đó là phiếu của dân dân Syria. Iran cũng nhấn mạnh tình hình Syria cần phải được giải quyết dựa trên các phương tiện hòa bình mà không cần phải dùng đến các biện pháp quân sự. Nga và Iran là hai đồng minh thân cận nhất của ông Assad, tổng thống của Syria, và cuộc ngừng bắn sẽ bắt đầu vào lúc hoàng hôn của chiều hôm thứ Hai. Sau khi đề nghị ngưng bắn được loan báo, các cuộc oanh kích đã gia tăng mãnh liệt khiến người ta nghi ngờ sự thành công của giải pháp đã được đưa ra. Thủ tướng Israel cáo buộc dân Palestine trong vùng Tây Ngạn muốn tiêu diệt giống nòi Do Thái. Trong một đoạn băng video được công bố hôm thứ Sáu tuần rồi, thì Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu đã cho rằng người Palestine đang cố ý tiêu diệt giống nòi Do Thái đang cư ngụ trong vùng Tây Ngạn bằng một lời trích từ diễn văn của ông Abbas, thủ lãnh của người Palestine. Trong năm 2013,
trong tương lai, vùng Tây Ngạn sẽ không có người Do Thái. Trong khi đó, những chuyên gia cho rằng trong bài diễn văn của ông Abbas chỉ dùng danh từ người Israel thay vì dùng danh xưng người Do Thái. 43% người Do Thái hiện cư ngụ tại Israel, 40% người Do Thái khác cư ngụ tại Hoa Kỳ, số còn lại cư ngụ ở châu Âu. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó đã đưa lời chỉ trích về lập luận nói trên và Bộ Ngoại giao nói rằng danh xưng đó không thích hợp và không làm dịu đi tình hình nóng bỏng trong khu vực. Chính quyền Israel hiện đang cho xây cất nhiều trại tạm cư cho người Israel trên vùng Tây Ngạn, một việc xây cất mà nhiều chính phủ Tây Phương và ngay chính Hoa Kỳ cũng cho là bất hợp pháp. Cháy tại xí nghiệp thực phẩm và đóng gói thuốc lá hôm thứ Bảy tại Bangladesh. Vụ cháy bùng phát hôm thứ Bảy đến nay đã bị dập tắt. Tuy vậy, tòa cao ốc hiện vẫn còn quá nóng và thêm vào đó xuất hiện nhiều chỗ nứt trên tường khiến cho các toàn cấp cứu lo ngại không muốn vào sâu hơn để tìm thêm những người sống sót. Việc xây cất thiếu an toàn đã là thành tích cho thấy sự cẩu thả trong vấn đề xây dựng. Và tại Bangladesh, nhiều cao ốc tự dưng đổ sụp như vụ sụp của cao ốc Rana Plaza năm 2013 khiến cho 1.135 công nhân may áo quần phải chết trong đám đổ nát. Báo cáo đầu tiên của Hain đã tai nạn cho thấy số người chết là 26 người và nhiều người cho rằng số nạn nhân sẽ gia tăng khi cuộc cấp cứu chấm dứt và đám đổ nát dọn dẹp xong xuôi. Bộ trưởng Bộ Lao động cho hay ông đã dự trù một cuộc tổng thanh tra toàn diện các xí nghiệp để bảo đảm mức an toàn cho công nhân và tất cả những vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Vụ cháy hôm qua đã làm cho nhiều cơ quan ngoại quốc như là hãng thuốc lá Anh và công ty Nestle cũng bị thiệt hại. Phi cơ Ả Rập Saudi oanh kích vùng Ahrab của Yemen, 21 người bị chết. Trước ngày lễ Hồi giáo Eid al-Adha thì giao chiến giữa các cánh quân của hai phe tại Yemen diễn ra ngày càng nhiều. Phe của quân Houthi được Iran yểm trợ đóng tại thủ đô Sana'a trên mạng Bắc và phe của Tổng thống Hadi đóng tại mạng Nam trong thành phố cảng của Aden. Phi cơ của Liên minh Ả Rập do Ả Rập Saudi lãnh đạo đã oanh tạc khu vực Ahad nằm trên mạng Bắc của thủ đô Sana'a khiến cho 21 người chết. Các nạn nhân đang làm việc tại một ống khoan tìm nguồn nước ngầm khi cuộc oanh kích xảy ra. Và cuộc thả bom đợt 1 giết chết 4 người và phi cơ đã trở lại oanh kích đợt 2 giết thêm nhiều nạn nhân nữa. Tất cả đều là thường dân. Phát ngôn viên của lực lượng oanh kích chưa bình luận về tin này. Các chuyên gia cho rằng phi cơ đã nhầm tưởng các người thợ khoan ống nước đang lắp đặt các ống phóng hỏa tiễn. Và phía Ả Rập Saudi đã nói rằng họ không bao giờ giết hại thường dân. Bộ trưởng Nội vụ Anh cho hay Anh sẽ cung cấp giấy cho phép làm việc để kiểm soát di dân. Các nhóm người tại Anh chủ trương Brexit chỉ vì muốn kiểm soát lượng di dân khổng lồ từ châu Âu tràn sang Anh để kiếm việc làm, thì Bộ trưởng Nội vụ Anh cho hay Bộ Nội vụ đang nghĩ đến việc thiết lập thẻ đi làm cho những công dân ngoại quốc được phép vào Anh để làm việc. Và theo các đạo luật hiện hành, thì công dân của Liên minh châu Âu được tự do đến Anh tại Anh và tự do kiếm việc làm trong nước Anh. Bộ Nội vụ Anh muốn giảm con số di dân đến Anh mỗi năm là từ 327.000 người hiện nay và xuống còn là 100.000 người mà thôi. Việc hạn chế di dân châu Âu vào làm việc ở Anh chắc chắn sẽ làm Anh trở ngại trong việc ký kết các hiệp định tự do mậu dịch với Liên minh châu Âu. Và Liên minh châu Âu luôn luôn nói rằng là tự do mậu dịch phải đi kèm với tự do đi lại và tự do kiếm việc làm tại Anh. Đại hội Liên hoan phim Venice tổ chức lần thứ 73 tại Venice đã kết thúc. Liên hoan phim Venice lần thứ 73 đã chấm dứt tại Venice hôm thứ Bảy tuần vừa qua. Giải thưởng cao quý nhất, giải Sư Tử Vàng dành cho một cuốn phim đen trắng dài đến 4 giờ đồng hồ của Philippines nói về một phụ nữ đầy lòng căm thù, bị một án tử tù oan và bị giam giữ cho đến hơn 30 năm. Sau đó mới được thả tự do. Phim nói về tấm lòng quảng đại và tha thứ của người phụ nữ nói trên. Và nữ tài tử người Đức Paula Peer nhận giải thưởng Marcello Mastroianni nhờ xuất sắc trong một vai diễn của phim Friends. Và nữ tài tử Hoa Kỳ Emma Stone đoạt giải nữ tài tử xuất sắc nhất trong một bộ phim âm nhạc La La Land. Và nam tài tử Argentina từng chiếm giải Oscar Martinez đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất
trong khi giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho hai người, trong đó có một đạo diễn của người Nga là Andrei Kolodzhsky. Gần 20 bộ phim đã được vào vòng chung kết kể từ ngày bắt đầu đại hội hôm ngày 31 tháng 8 vừa qua. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 12 tháng 9. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nước Mỹ chúc cho quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.